Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Tiếp tục hôm nay chia sẻ chúng ta cách nâng cấp cái phần đầu Safari. Chúng ta sẽ ra khơi và rồi chúng ta sẽ chiến đấu nha. Thì nó mới up track lên. Nó có thêm cái trò chơi chúng ta ra đánh nhau trên đây. Khá là thú vị. Thì đầu tiên nếu bạn mà chưa có chơi game này thì xem video trước đó hoặc là tải cái link phần mô tả của mình. Click vào. Sau mỗi 2 giờ chúng ta vào lăn một lần thì được 60 con, cứ 30 con một giờ. Còn nếu các bạn mà đủ điều kiện thì bạn up rack lên. Thứ nhất là up rack thời gian, thì ở trên là up rack thời gian nha, tức là mình đã up rack thử rồi, tức là thay vì chúng ta sẽ vào lăn là 2 giờ thì chúng ta sẽ up rack lên là 3 giờ 5 lần hoặc là 4 giờ 5 lần. Thì mình thấy cái này nó không có lợi nhiều nha, tức là nếu các bạn mà không có thời gian thì bạn up lên khoảng 12 tiếng làm một lần thì bình thường, thì nó cũng không tăng được cái số lượng token đâu. Nhưng nếu các bạn mà rảnh thời gian nhiều quá thì các bạn nên up rack ở phần ở dưới. Phần dưới này chúng ta sẽ up rack lên được, sẽ tăng được tốc độ đào coin lên từ 30 con lên 45 con. Cũng thời gian 2 tiếng là 90 con thay vì chúng ta thời gian 2 tiếng là 60 con. Thì mình thấy cái này là nó ok hơn. Và tới up rack tới 1800 luôn nha. Thì mình đã up rack một lần rồi ở trên, tức là từ 2 giờ up rack lên 3 giờ. Mình test thử thôi. Mình thấy cái này không lợi bằng cái kia nha. Nếu bạn không có thời gian thì bạn nên up rack cái này. Còn nếu bạn có thời gian làm á, thì 2 tiếng vào một lần làm thì khá là coi sẽ nhiều hơn, tóc cảnh sát sẽ nhiều hơn. Trời nhớ nha. Thì đây là một trong những cái đào free đang trong ta đào free. Cái đường link mình sẽ để phần mô tả cho các bạn nha, để các bạn chơi. Thì rất là nhiều sàn, nhiều trang web đang bán được cái này rồi. Thì cái thứ hai là cái chúng ta bấm vào màu cam đấy. Màu cam thì nó sẽ ra cái đại dương, tức là chúng ta sẽ ra khơi. Các bạn thấy ở trên nè, một trên là ra khơi. Thì cách chơi khá đơn giản thôi, chúng ta sẽ di chuyển clip vào di chuyển, nhìn trên màn hình thì thấy con cá màu vàng lớn á, là con cá mập lớn nè, chúng ta phải né nó ra, còn nếu như có mập mà nó cái màu xanh nhỏ thế này, đó là những con cá mà nó chúng ta sẽ chiến đấu với nó, chém nó, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần cái bong bóng màu xanh này nè, là cái bon nha, cái điểm theo. Thì chúng ta vừa nói vừa chơi nó sẽ không có hiệu quả, đúng không? Đó, chúng ta vào lại nha. Thì bạn thấy cái trên màn hình á, cái ô xanh vuông tam giác màu xanh á, thì nó là những cái con cá chúng ta chiến đấu với nó. Đó, thấy không? Chém nó, quay lại, nó đảo lại cái. Chúng ta nhích nhẹ, ta đảo lại cái. Nó giống kiểu hồ ma thương, đúng không? Thì nó còn một cái chơi nữa là tăng tốc độ chạy nhanh thế này nè, chạy nhanh lên, tức là thì nó có cái lợi cái hại, tức là nếu tốc độ nhanh á thì các bạn sẽ áp sát nó nhiều hơn, nhưng mình lỡ mà trúng cái chúng nó thì chúng ta vẫn bị nha. Thì có hai cách chơi. Thì bạn thấy cái bonus trên nè, cái bon nè 500 nè, kill 5, tức là chém được 5 con là kill 5 con. Thì mình cũng chưa biết là nó chơi cái này nó tích lũy được cái bon này với cái kill này nó sẽ tặng tay cái gì, thì sắp tới mình sẽ chia sẻ các bạn. Thì các bạn biết cái vào cái hộp á, cái phần hộp, cái phần quà đó thì nó có nhiều con cá, nhiều màu sắc khác nhau, chúng ta sẽ may mắn được con cá nào nha. Đó, chém thế này. Còn nếu bạn mà chơi chậm chậm nữa vậy nè, các bạn cứ chờ nó tới. Các bạn mà càng chém được nhiều thì cái dao của bạn càng lớn, con cá bạn sẽ càng lớn lên, giống kiểu mà người ta đi cá lớn nuốt cá bé đấy, giống vậy đó. Ăn càng ăn được một con thì sẽ lớn lên. Đó, chém vậy đó, chậm chậm cũng được, hoặc là chúng ta tăng tốc bên cái chỗ năng lượng mà cái bên tay phải á, chậm chậm cũng được, là tăng tốc độ lên, chạy nhanh lên. Đấy, chém. Cũng khá là dễ chơi đúng không? Đó, mà thấy không? Cái thằng đó nó me mình, nó chạy tốc độ rất là nhanh, nó đâm vô đó. Nếu bạn đỡ không kịp thì dễ lắm. Thấy không? Nó chạy tới mà thấy mình giơ cái dao là nó quá hồ liền. Thì cách chơi khá là dễ thôi. Giống như kiểu mà snatch á, gắn ăn gắn á, hoặc là bên trên cái kiểu mà cái lớn nó có bé, giống vậy thôi. Thì cũng không có gì khác. Thì mình sắp tới mình sẽ update lên những cái, ví dụ như nó sẽ tặng cái này được cái gì, hiệu quả gì, thì mình sẽ update tiếp cho các bạn. Ok, chúc bạn thành công. Thì bây giờ chúng ta đã đào hồi đi thôi. Chúng ta sẽ qua phần quay thú chúng tôi ngày hôm nay. Ok, chúc bạn nha. Bạn nói là tạo quý tròn rồi thì không cần phải tạo nữa, đúng không? Đúng rồi, chúng ta tạo quý rồi, không cần tạo nữa, chúng ta chỉ cần kết nối quý chơi thôi. Ok, chúc bạn. Nếu bạn muốn nhận mua hay cào thì liên hệ Zalo mình nha. Chúc bạn làm thành công.
Nếu bạn thấy hay, thấy thích, xin cho một like đăng ký hộ kênh để kênh mình phát triển hơn. Tạo cho mình kiếm trang web, kiếm tiền free cho các bạn. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng link comment, quay sống thử nghiệm sau. Thân ái chào các bạn. Cảm ơn đã xem.